Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn đến kênh YouTube của P82 Tech. Và hôm nay mình đã đi mua kiếm được cái USB này. Mình thấy quảng cáo và có một số người bảo khá là hay. Nên mình đã kiếm mua về với giá cũng khá là ngon, còn rẻ hơn cả giá trên mạng. Đó. USB đây là đọc gì? EardoM Video Capture HD. Có nghĩa là cái này nó cũng giống các cái USB ghi HD. Cái này là USB ghi 3.0 xanh này. Cắm vào, có nghĩa là chúng ta cắm vào máy tính hoặc là cái điện thoại Android OTG, sau chúng ta cắm cái cáp HD vào để xuất hình ảnh lên máy tính. Thì trước đó mình đã làm một cái video là mình mua một cái giá rẻ trên Shopee vì giá có chưa tới 200 nghìn thôi. Tuy nhiên là video mình nhận được chỉ là 30 fps trên cả 720 và 1080p 30 fps. Còn cái này thì nãy giờ mình đã test rồi, mình đã thấy một cái có một cái nhược điểm nhẹ, đó là mặc dù có hai khe tản nhiệt ở bên này, mọi người thì thấy này. Đó, hai bên này là hai khe tản nhiệt nhưng mà dùng thấy nó khá là nóng. So với cái kia là mình có cắm cả ngày nó cũng chỉ hơi ấm thôi, nó không nóng tới mức như vậy. Cái hộp của nó sẽ như này. EardoM W16 và bên trong là cái vỏ của nó đây, mình đã bóc ra hai mặt. Nó ghi dòng tối đa làm việc là 0,4A 5V DC. Đó. Output là máy tính bàn hoặc máy xách tay, còn input nó có thể mobile phone, PS4 game, Xbox game, Switch hay là video recorder, hoặc chúng ta có thể sử dụng các thiết bị Android box hoặc thiết bị truyền hình. Đó. Ở đây chúng ta vỏ quảng cáo này, model name là ATW16. HD resolution là up to 4K 130Hz. Đó. Video input format là 8 10 12 bit color depth. Còn input mode là EVV và GPEG. Đó, support audio format là LPCM. Đó. Và tất nhiên là made in China. Cái vỏ của nó như thế này. Và bên trong cái quyển hướng dẫn này thì có một mặt là tiếng Trung và một mặt là tiếng Anh. Đó. Người thấy này. Ở trên này ghi là Zermatt input support 4K 60Hz. Có nghĩa là đầu input và chúng ta có thể cắm vào 4K nó xuất hiển thị được. Còn video output thì chỉ có mắc 1080p thôi. Đó, mọi người thể thấy này. Đấy, như cái vỏ nó ghi. Đó. Kích thước sản phẩm là 65 x 20 x 10 mm. Đó. Input cable length là tối đa là 10 m. Đó. Và ngoài ra các cái hướng dẫn là cài OBS các thứ gì thì những cái này chắc hẳn là mọi người biết rồi. Các cái USB đều tương tự với nhau thôi. Đó. Thì nếu chúng ta sử dụng Win 10 nhá, chúng ta cắm vào là máy nó sẽ tự nhận thôi, không có gì khó khăn cả. Đó. Như đây mình đang có một thiết bị thu sóng truyền hình. Đó. Mình sẽ cắm vào để xem thử xem nó hoạt động như thế nào nhé. Đó, máy tính ở đây. Nãy mình đã test nhiều rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ cắm test lại để mọi người xem nhé. Mình giờ này mình bị một cái hội chứng là lười exit. Thế nên là khi mà mình cắm vào mình sẽ chỉ có chạy ngay thôi, chứ mình không exit video thứ đó. Tại vì dạo này mình khá bận nên là mọi người thông cảm một chút nha. Đó, khi mình cắm vào lên máy tính ở đây thì mọi người có thể sử dụng các phần mềm như kiểu Pop Player, OBS các thứ, thì tùy vào sở thích của mọi người. Mọi người quen dùng phần mềm gì thì mọi người dùng phần mềm đấy nhá. Chờ mình tí nhá, mình sẽ chỉnh cố định độ sáng nó lại này. Rồi, ok. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở phần mềm OBS như bình thường thôi, hoặc là Pop Player. Đó, Open này, device setting này. Đó, mọi người có thể thấy ở trong này này nó sẽ có các cái mục. Mình sẽ qua phần analog TV nhé, USB device cho chọn USB 3.0 capture nhé, audio capture device cho chọn là digital audio interface input 3.0. Cái này mình sẽ nãy mình đã chọn về đây rồi, mình sẽ để default thử xem xuất hình ảnh là như nào nhé. Ok, mình sẽ open device này. Ồ, không có tín hiệu à? Enter full hình ảnh nhé. Đó, mình sẽ mở thử một kênh DVB-T2. Để mình tìm một kênh nào đang đưa tin tức các thứ. Để mình tìm một kênh chuyên đang đưa tin tức nhé, để mình sẽ test hình ảnh cho nó khách quan nhất. Rồi.
tiếng to quá nhỉ. Rồi ok, thì đây là cái hình ảnh mình đang xuất ở kênh VTC14. Chúng ta sẽ dựa vào cái chữ chạy ở bên dưới màn hình này nhé. Chúng ta có thể thấy này, đó. Dựa trên màn hình này, chữ chạy dưới màn hình ta sẽ test vào độ mượt của nó. Ở đây mình đang xuất, ở đây mình để mặc định. Nó sẽ xuất ở, chúng ta xem là 1920 nhưng 1080, FPS là 60 nhưng mà FPS chạy thực tế ở đây chúng ta chỉ có 30 thôi. Đó. Và cảm tưởng của nó là chữ chạy là hơi giật giật. Đó. Thì đấy là 30 FPS nó là như vậy. Rồi ok. Thì chúng ta sẽ chỉnh lại một chút đã. Vào Open này, Device Setting này. Đó. Bây giờ mình sẽ chỉnh về cái này chỉ có 1920 x 1080 và hai độ phối phổ biến như là 1280 x 720. Mình sẽ chuyển về 1280 x 720 nhé. Rồi, ok, chúng ta có thể nhìn chữ này. Đó, chữ chạy là có vẻ ok hơn rồi. Đấy, mượt. Và chúng ta sẽ kiểm tra thử thông số nhé. Thông số ở đây chúng ta có là input size là 1280 x 720, output cũng vậy. Và FPS là chạy ổn định ở lúc 60 khung hình trên giây. Chúng ta chỉ nhìn chữ chạy dưới màn hình này. Đó, rất là mượt đúng không? Còn nó không mượt hẳn tại vì ở Việt Nam mình chúng ta sử dụng chuẩn PAN 50i. Còn 50iP nên là còn cái này nó sẽ xuất theo chuẩn màn hình Hz. Màn hình máy tính là 60Hz. Nên là 60iP nên nó sẽ không mượt hẳn. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta thể thấy năng suất ở 60 rồi, khá là ngon. Đó. Thì đánh giá của mình là à đây, mình quên mất phần audio này, PCM này. 1411 kHz. Đó. Thì đây là hình ảnh mình test này, mình test từ một số kênh khác. Mình mở thử kênh VTC1 nhá, xem đó mọi người thấy này. Khá là mượt. HTV7. Đó, rất là mượt. Thử một kênh đầy tĩnh ngân tiếp thời sự nha. Đó, ok, mượt đúng không? Đấy. Thì với cái giá của sản phẩm này mình mua chỉ chưa tới 400.000 thôi. Tuy nhiên là mình thấy nó khá là ngon. Cũng đỉnh hơn không quá cao so với USB mà giá cũng chưa tới 200.000 mình mua ở Shopee. Và hình ảnh xuất ra thì chúng ta có 720p 60. Nhìn chung mà nhìn trên này chúng ta thấy 720p cũng khá là đẹp, không đến mức tệ quá. Tất nhiên là không thể bằng màn hình TV của 1080 rồi. Tuy nhiên là đối với nhu cầu của mình giá rẻ mà được như thế này là khá là ngon rồi. Thì trên đây là video review một chút của mình về chiếc USB Eardom W16 HD chip USB Video Capture Card của mình. Ở đây nó còn ghi 4K cơ, nhưng mà 4K để Full HD nhé, chứ không phải Ultra HD nhé. Đó, cảm ơn xem video của mình. Vậy nhớ bấm like, subscribe, ủng hộ.